mà mọi người theo dõi trận đơn nam giữa Tuấn Anh và Dương Tiến Thành. Trận đấu Dương Tiến Thành chấp Tuấn Anh 5 quả. Sao nổi 5 quả đây? Điểm nhá. Cái gì? 1 năm à? 1 năm. Chịu vào mẹ chấp vào cứ vậy. Vấn đề là mò theo kiểu không phải là mạnh mà đập kiểu ngang ngang. Mấy ngày 5 quả khó lắm, mới đơn giản đâu. 6-1. Hai sáu. Ui. Quét mẹ đi. Đều đẹp thế. 36. Hoài. 73. Hoài. 83. 1. Nhẹ quá. 48. 58. 95. 69. 06. 6. Khó lắm rồi, chấp mấy ngày năm khó lắm rồi, dễ đâu. 3 khó. 15. 61. 71. 71. Thành quá. 81. À, ăn. Lùi khỏe thế. 28. 38. 13-8. 8. 94.
59. Xuôi. Dừng câu, dừng câu. 69. 05 xuống. Tốt. Sáu một. Ôi, cả tháng. Hai sáu. Vai thật. Ăn đấy. Bảy hai. Đúng. Ba bảy. Ngoài. Bốn bảy. Ngoài. Tám bốn. Chuyến bốn. Năm chín. Đấy, mổ phải chết từ đầu giờ rồi. Hay quá nhờ. Tí là được đó rồi, nó đá sang mắt cái bật cơm trên. Sáu, chín. Có chạy trước đây. Ông này có mùi thô ngược lắm. Đâu? Bảy, chín. Chuyên gia thô ngược. Đấy, đấy đã bảo rồi, cái đoạn đầu ấy. Cái bằng chân rất hay, mỗi chân đỡ ngược ấy. Ờ, có toàn thế. Mệt rồi. Chắc là ông ấy. Không, bảy. Đi thế nhỉ? Hay không? Thôi, thôi, thôi.